Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin nóng trong 24 giờ qua. Công an và dân phòng hóa thân bà đỡ, cứu sản phụ chuyển dạ trong đêm sau tiếng kêu cứu xé lòng. Cãi nhau với mẹ, con ruột đập vỡ chai xăng phóng hỏa khiến mẹ bị bỏng nặng. Truy bắt nhóm thanh thiếu niên vác phóng lợn rượt đuổi nhau ở Đà Nẵng. Trong đêm mùng 4 tháng 4, tổ tuần tra của Công an xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cùng lực lượng dân phòng vừa tuần tra về đến trụ sở thì nghe tiếng kêu cứu. Họ đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ sinh con an toàn. Ở thời điểm đó, tổ tuần tra phát hiện sản phụ trở dạ dọc đường và sắp sinh con ngay gần trụ sở Công an xã Mỹ Thuận. Lãnh đạo Công an xã nhanh chóng phân công lực lượng khẩn trương hỗ trợ sản phụ và liên hệ với trạm y tế Mỹ Thuận. Với sự hỗ trợ của tổ tuần tra cùng người dân, sản phụ đã sinh bé trai an toàn ngay bên vệ đường. Nhân viên trạm y tế xã đã đến hỗ trợ giúp cắt dây rốn, kiểm tra sức khỏe cho bé trai và sản phụ. Sau đó, sản phụ và bé trai đã được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hành động giúp sản phụ trên của lực lượng công an xã và dân phòng đã được người đi đường, nhất là người dân tại địa phương khen ngợi. Ngày 4 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Đông Hòa, Phú Yên đã chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật vụ việc người con trai đập vỡ chai xăng, phóng hỏa khiến mẹ ruột bị bỏng nặng. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là bà Lê Thị Hằng, sinh năm 1966, còn đối tượng gây án là Nguyễn Bá Tường, sinh năm 1987, cùng chú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Trước đó, vào giữa tháng 9 năm 2020, người con gái út của bà Hằng là Nguyễn Thị Tuyết Quyền, sinh năm 1997, trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 450 triệu đồng của một phụ nữ ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hình, khi hứa hẹn làm sổ đỏ thừa đất cho người này. Kết cục, Quyền bị xử phạt 5 năm tù nên phải thi hành án hình sự tại trại giam A2 của Bộ Công an ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Thời điểm vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra, bà Hằng đã bán căn nhà chính gắn liền thửa đất ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa để bồi thường toàn bộ số tiền mà Quyền đã lừa đảo chiếm đoạt. Căn nhà phụ còn lại là nơi bà Hằng cùng tường với người con dâu và hai đứa cháu nội cư trú. Trong thời gian gần đây, bà Hằng nhiều lần nói chuẩn bị vào trại giam A2 đón Quyền được tha tù trước thời hạn. Đến tối ngày 29 tháng 3, sau khi nhậu với một số người bạn, cùng nghề lắp đặt dàn sắt đổ bê tông công trình xây dựng dân dụng, Tường trở về nhà do hỏi bà Hằng chuyện đi đón Quyền nhưng đã xảy ra cãi nhau trong bữa cơm. Đến khi bà Hằng đi nằm võng trong nhà thì cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn gay gắt. Do trước đó có mua xăng từ nhà người hàng xóm để đổ vào xe máy, Tường lấy 3 chai xăng ra đập vỡ một chai bên tường rào phía trước nhà, 2 chai còn lại đập vào vách tường cạnh chiếc võng người mẹ đang nằm rồi bật lửa. Lửa xăng văng vào người bà Hằng gây bỏng tay, cổ và lưng. Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, nạn nhân được người thân chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Ngày 30 tháng 3, Tường đã bị tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Từ clip trên mạng xã hội, Công an Đà Nẵng bắt nóng nhóm thanh niên mang dao phóng lợn diễu phố. Ngày 4 tháng 4, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an quận phát hiện clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 đến 30 đối tượng điều khiển trên nhiều xe máy, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Bạch Đằng, Như Nguyệt vào rạng sáng ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận ngay lập tức chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xác minh, truy xét nhóm đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự tiến hành làm rõ nhóm thanh thiếu niên trên gồm khoảng 30 đối tượng tham gia. Trong tối ngày 3 tháng 4, qua truy xét đã làm rõ nhóm 14 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có năm sinh lớn nhất là 2005, nhỏ nhất là 2009. Công an quận cũng thu giữ tang vật liên quan gồm 6 xe mô tô các loại, một cây dao phóng lợn dài hơn 2 mét. Hiện đội cảnh sát hình sự Công an quận đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.
Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi gây náo loạn tại chốt cảnh sát giao thông. Dùng gạch đập xe máy đã bị niêm phong tạm giữ và có lời nói thiếu văn hóa với lực lượng chức năng. Hành vi của người này khiến những người chứng kiến rất bức xúc. Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 4 tại ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời điểm trên, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 6 đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội về tổng điều tra cơ bản, tuyên truyền vận động và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất kinh doanh xe 3-4 bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn thành phố tại ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng. Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh DXH, sinh năm 2003, điều khiển xe máy kéo theo xe khác chở hàng công kênh nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, lập biên bản xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng công an chuẩn bị đưa phương tiện lên xe tải chuyên dụng về nơi tạm giữ thì xuất hiện một người đàn ông tự xưng là bố của anh DXH đến cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ. Người đàn ông có hành vi cầm gạch ném vào phương tiện đã bị niêm phong tạm giữ và nói thiếu văn hóa với cán bộ cảnh sát giao thông. Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 6 sau đó đã đưa người đàn ông này cùng phương tiện và người liên quan về công an phường Mỹ Đình 2 để xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, danh tính người đàn ông được làm rõ là DXT, sinh năm 1976, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là bố của tài xế DXH. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông T vi phạm ở mức 0,406mg trên 1 lít khí thở. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã lập hồ sơ để xử lý DXT về hành vi chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị, liên quan đến một vụ bé trai sinh năm 2023 tử vong bất thường tại điểm trông giữ trẻ tự phát ở phường Thới Hòa cùng với hàng loạt vết bầm tím gây xôn xao dư luận. Được biết, khi làm việc với Công an tỉnh Bình Dương, bước đầu đối tượng nhận trông giữ bé trai khai trong lúc chăm nom thấy cháu bé khóc nên đã dùng tay, cây gỗ tác động vật lý dẫn đến cơ sự như trên. Chi tiết ra sao, cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Cụ thể, qua điều tra, khoảng giữa năm 2023, bà Trần Thị Thúy Hằng, sinh năm 1989, quê Kiên Giang, cùng chồng là Lê Văn Việt, sinh năm 1980, và con ruột Lê Trần Thúy Vi, sinh năm 2008, thuê nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nhận trông giữ trẻ thuê. Ngày 23 tháng 3 năm 2024, bà Hằng nhận chăm sóc hai đứa con trai của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, quê Đồng Tháp, là bé NHT, sinh năm 2023, và bé NHN, sinh năm 2020. Thời gian trông giữ cả ngày lẫn đêm với số tiền 4,5 triệu đồng một tháng. Ngày 25 tháng 3, bà Hằng gọi Vi qua phòng ngủ giữ bé T. Lúc này, thấy T khóc không nín, Vi đã dùng tay, cây gỗ, chút đòn lên nạn nhân. Khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 3, bà Hằng tiếp tục nhờ Vi cho bé T và các bé khác ăn ngủ. Đến chiều, khi nạn nhân ngủ dậy thì tiếp tục khóc nên Vi đã bế bỏ xuống nền nhà để dỗ các bé khác. Thấy T vẫn không nín, Vi tiếp tục tác động vật lý lên nạn nhân. Khi thấy T nín khóc, Vi tiếp tục qua dỗ bé khác. Một lúc sau, thấy T nằm bất động nên Vi gọi dậy nhưng nạn nhân không tỉnh. Hốt hoảng, Vi bế T xuống cho cha mẹ. Bà Hằng nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngày 31 tháng 3, Vi đã đến công an thị xã Bến Cát đầu thú, khai nhận hành vi. Do bực tức khi nạn nhân khóc nên đã hành hung. Xét thấy hành vi dùng chân, tay và cây gỗ tác động vào những vùng trọng yếu là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân của Vi có dấu hiệu của tội sát hại người. Công an thị xã đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Bình Dương phối hợp tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên, thụ lý theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Bến Cát đã có báo cáo vụ việc. Sở cũng đã yêu cầu phòng phối hợp với công an để làm rõ vụ việc. Vị này cho biết, thời gian qua, các địa phương cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý không để người dân nhận giữ trẻ tự phát. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân nên một số người không có công việc đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ theo kiểu giữ hộ. Hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan xen trong các khu dân cư, họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ nên khó kiểm soát.
Qua sự việc này, Sở đã đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, nắm thông tin về các hộ dân nhận giữ trẻ tự phát để xử lý. Trước đó, khi đang làm việc, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn nhận được tin báo của bà Hằng về việc con trai tử vong tại trung tâm y tế thị xã Bến Cát. Lúc này, gia đình hốt hoảng đến nơi thì được các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Để làm rõ sự tình, gia đình ông Tuấn đã trình báo sự việc với công an phường Thới Hòa. Sau đó, công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ. Nhắc đến những vụ việc bảo mẫu ra tay đối xử tàn ác với trẻ, hẳn quý khán giả chưa thôi nguôi ngoai sau vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 vừa qua. Hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành trong quá trình trông giữ bé trai đã nhẫn tâm xuống tay khiến nạn nhân tử vong. Tòa đánh giá hành vi của hai đối tượng này mang tính côn đồ, đã xâm phạm tính mạng nạn nhân, gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại. Trưa ngày 25 tháng 8 năm 2023, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị An, 30 tuổi, mức án tù chung thân, Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, cùng chú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, mức án 20 năm tù cùng về tội sát hại người. Bị cáo An và Lành là hai bảo mẫu bị cáo buộc có hành vi bạo hành gây ra nỗi đau cho bé trai BTD sinh năm 2021, trú Thường Tín, Hà Nội, hồi đầu năm 2023. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo An có vai trò cao hơn bị cáo Lành. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì lợi ích của mình mà đã mở cơ sở trông trẻ trái phép. Mặc dù cơ sở này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục nhận trông giữ trẻ. Bản án nêu rõ, hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ đã xâm phạm tính mạng của nạn nhân, gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, nên cần có mức án nghiêm khắc để đủ sức giáo dục, răn đe. Về dân sự, tòa ghi nhận sự tự nguyện của gia đình hai bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 5 tháng 3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Thị An sinh năm 1993 và Nguyễn Thị Lành sinh năm 1994 cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để điều tra về vụ việc bé trai BTD sinh năm 2021 trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín tử vong sau khi cháu được gửi giữ tại cơ sở trông giữ trẻ có hai bảo mẫu này. Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2023, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy nạn nhân chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế nạn nhân lên rồi tác động xuống nền nhà trải thảm. An tác động vật lý vào nhiều vùng trọng yếu của nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, khi gia đình đến đón nạn nhân, các đối tượng nói dối nạn nhân bị ngã. Ngày 26 tháng 2, nạn nhân tiếp tục khóc nên bị An dùng chân tác động dẫn đến bất tỉnh. Lúc này, An thông báo cho gia đình đến và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 1 tháng 3, nạn nhân được trả về gia đình và tử vong sau đó. Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não. Tại cơ quan công an, Lành kể trước đây đi làm công nhân cho một công ty, sau đó bỏ giữa chừng. Người phụ nữ hiện cũng có hai con nhỏ, một cháu sinh năm 2019 và cháu còn lại sinh năm 2020. Năm 2019, Lành xin vào nhà trẻ làm thuê với mức lương 2-3 triệu đồng một tháng, tùy vào từng thời điểm có nhiều hay ít trẻ đến gửi. Cách đó hơn một năm, Lành cùng An quản lý nhà trẻ trên. Công việc hàng ngày của Lành là cùng An đón trẻ, đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho các cháu ăn, ngủ và hết ngày trả các cháu cho gia đình. Lành cho biết, nạn nhân mới đi học được khoảng 10 ngày, không nghịch ngợm nhưng hay khóc đòi về nhà. Lành cho biết, nạn nhân hơi chậm hơn các bạn như chưa nói được, vận động đi lại cũng chậm hơn. Nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy vào người. Chỉ có lần đó em làm như vậy với nạn nhân vì cháu cứ chạy ra ngoài cửa đứng khóc, gọi mãi mà cháu không vào. Chị cũng chỉ muốn cho cháu vào trong. Còn An cho biết, bản thân tốt nghiệp trung cấp ở một trường sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại ở lớp An và Lành đang trông coi khoảng 10 cháu. Trông các cháu cũng có áp lực vì bản thân thị có hai con. Thị muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đáy lòng, cô rất xin lỗi họ và nạn nhân. An nói mong được gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời. Tại nhà trẻ xảy ra sự việc thương tâm trên, đây là căn nhà cấp 4 khá chật hẹp và tối tăm. Bên trong được ngăn chia phòng làm nơi hai cô giáo An và Lành trông giữ trẻ. Nhà trẻ trên hoạt động trong nhiều năm liền và từng bị cơ quan chức năng địa phương lập biên bản đình chỉ hoạt động vào tháng 11 năm 2022 nhưng vẫn lén lút nhận trông giữ trẻ.
một người dân trú xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội, kể từng cho hai con trai gửi ở nhà trẻ trên trong nhiều năm qua. Anh cho biết trước đây chưa thấy xảy ra việc các cháu bị chút đòn roi đến thương tích. Bản thân người này cũng đã đến cả nhà hai cô giáo An và Lành ở cách đó khoảng 2 km. Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng công an huyện Thường Tín cho biết đây là nhóm trẻ tự phát, tự lập, không đảm bảo cho lớp học, không có camera giám sát, nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói. Do đó, hai người trông trẻ có thời gian quanh co chối tội, còn gia đình nạn nhân ban đầu nghĩ rằng do cháu bé bị ngã và không hợp tác thực hiện pháp y. Tuy nhiên, qua những vết thương trên người nạn nhân, chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đại tá Tần khẳng định, căn cứ vào các vết thương của nạn nhân, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội quyết liệt vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc, đưa các đối tượng ra trước pháp luật. Đại tá Tần cho rằng đây là khe hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát. Do đó, ông mong muốn phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy. Theo dõi vụ việc, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của nạn nhân. Theo ông Nam, sau sự việc lần này, rất nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến đối xử tệ bạc với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không phép. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phải rà soát lại, kiểm tra lại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không đăng ký, không được cấp phép để đình chỉ. Về lâu dài thì xem xét lại quy hoạch các hạ tầng xã hội ở các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất. Chính vì thiếu hạ tầng xã hội, trong đó có cơ sở mầm non, cho nên người lao động, đặc biệt là những lao động nhập cư, không biết gửi con ở đâu. Người lao động đi làm thì buộc họ phải đưa con vào những cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng và không phép, dẫn đến vụ việc trẻ em bị bạo hành, gây hậu quả đáng tiếc xảy ra. Như vậy, địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra và tạo điều kiện để chăm sóc con em của người lao động. Một vấn đề nữa cũng được người đứng đầu Cục Trẻ Em nhắc đến, đó là lỗ hổng kiến thức, kỹ năng về chăm sóc trẻ em của các bậc làm cha mẹ. Các bố mẹ, thành viên trong gia đình rất thiếu kiến thức về làm cha mẹ, bảo vệ trẻ em, nên có trường hợp con bị đối xử tệ bạc nhiều ngày mà không phát hiện ra. Do đó, các cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ nuôi con nhỏ, cần phải được tăng cường truyền thông giáo dục. Với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ quan chức năng quản lý nhà nước, hệ thống ngành văn hóa thể thao và du lịch, quản lý nhà nước về gia đình, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đối với các cặp vợ chồng trẻ. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã làm rất nhiều chiến dịch giáo dục trên tất cả các kênh, phương tiện, nhưng cần làm nhiều hơn nữa. Người đứng đầu Cục Trẻ Em cũng nhấn mạnh, các cơ sở hoạt động không phép, không đủ điều kiện mà vẫn hoạt động thì rất có nguy cơ cao trẻ em bị bạo hành, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non trông giữ trẻ. Vì thế, cần phải thanh kiểm tra thường xuyên các cơ sở trông giữ trẻ, chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ để đảm bảo các điều kiện. Vì trẻ càng nhỏ thì không nói được, không có kỹ năng để bảo vệ. Ngoài ra, nên khuyến khích các cơ sở giáo dục lắp camera để cha mẹ, phụ huynh, cơ quan chức năng có thể theo dõi, phát hiện sự việc kịp thời. Đối xử tàn ác với trẻ nhỏ là hành vi thô bạo, mất nhân tính, gây bức xúc dư luận. Quay trở lại với vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, liệu với hành vi thô bạo, mất nhân tính của nhân viên trông giữ trẻ, đối tượng này sẽ đối diện bản án nào? Ngày 2 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết đã nắm được vụ việc ông LMC, sinh năm 1972, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Hiệp 2, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, bị tố có hành vi không đúng đắn với một nữ sinh lớp 5 của trường. Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của trường tiểu học Vĩnh Hiệp 2, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 22 tháng 3, khi phó hiệu trưởng vào trường, học sinh báo lại: "Thầy C níu cổ học sinh vào nhà vệ sinh nam khóa cửa lại và làm gì bạn mà bạn ra ngoài bạn khóc." Sau đó, phó hiệu trưởng có đến gặp thầy C để hỏi và được trả lời, học sinh có kinh. Theo kết quả xác minh của nhà trường, khoảng 13 giờ 10 ngày 22 tháng 3, khi em N đang chơi nhảy dây, thì thầy C kêu học sinh này đi theo ông vào nhà vệ sinh của giáo viên nam, sau đó đóng cửa để hướng dẫn học sinh vệ sinh vì em này đến chu kỳ kinh nguyệt. Việc này diễn ra trong khoảng 3 phút.
Sau đó ông C và em N ra khỏi nhà vệ sinh. Theo em N, ông C đã hai lần dẫn em vào nhà vệ sinh. Một lần vào trưa ngày 18 tháng 3 và lần tiếp theo là ngày 22 tháng 3. Sau khi vào nhà vệ sinh, ông C khóa cửa lại, có hành vi không đúng mực đối với em. Còn ông C cho biết sự việc giúp nữ sinh N vệ sinh kinh nguyệt là có và đã làm tường trình đến nhà trường. Về hình ảnh ông C níu cổ em N đi trong sân trường, ông này cho rằng chỉ an ủi em C đừng ngại vì đây là việc bình thường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Hiệp, Công an xã cũng đã vào cuộc và ghi nhận sự việc trên. Hiện nhà trường đã cho thầy C tạm đình chỉ dạy 2 tuần để chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về tội cướp tài sản. Danh tính 4 đối tượng gồm Sầm Anh Thế, sinh năm 2005, trú xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Uông Văn Tùng, sinh năm 1999, trú phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Trần Văn Hải, sinh năm 1999 và Trần Quang Anh, sinh năm 2007, cùng chú thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo tài liệu điều tra, ngày 23 tháng 3, Công an thành phố Bắc Ninh nhận được đơn trình báo của anh NN, sinh năm 2002, chú huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, về việc bị 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy chặn lại. Lúc này, 3 đối tượng lao vào đấm đá và dùng thắt lưng ra vụt vào người anh N. Đối tượng còn lại cầm dao đe dọa. Sau đó, 4 đối tượng khống chế ép anh điều khiển xe đến bãi đất trống thuộc khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Tại đây, chúng tiếp tục đe dọa đánh anh N và chiếm đoạt một chiếc xe Way. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã tiến hành điều tra làm rõ, xác định danh tính của nhóm đối tượng tham gia cướp tài sản gồm Thế, Tùng, Hải và Anh. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sầm Anh Thế tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ. Cơ quan điều tra thu giữ một con dao, một căn cước công dân và một giấy phép lái xe mang tên anh LN. Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong video cập nhật tiếp theo.